Mua xe Winner không cần trả trước có được không Luyến ơi? Đây là một câu hỏi mà Luyến nhận được nhiều nhất trong thời điểm vừa qua luôn. Thì hiện tại bên em Luyến đã hỗ trợ không chỉ riêng về dòng Winner nha, có dòng Vario này, Vision, dòng AB và rất rất là nhiều dòng xe khác đang mua xe hỗ trợ không cần trả trước nha. Lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Ngoài ra khi mua xe còn được nhận thêm 2 triệu đồng mua xe mang về. Khi có liên hệ đặt lịch trước thì em Luyến có số điện thoại hoặc là Zalo 0346552628. Số điện thoại và Zalo Luyến có ghi ở dưới màn hình nha. Cả nhà mình có kết bạn đặt lịch nhắn tin ngay cho Luyến để nhận cái xe với giá ưu đãi nhé. Đây có các màu sắc là phiên bản màu tem HRC này, HRC của Winner 2024 nha, màu zin. Em này là kết hợp giữa màu đỏ, màu trắng và màu đen tem vàng ha. Đó, rất là đẹp mắt. Cái tiếp là em xe màu xám xi măng, rồi màu xanh đen, một vài màu xông ở đây ha, gồm phiên bản V3 và V4 luôn. Rồi màu xanh tem BK này, xanh lá. Em xem bản màu tím titan này, màu trắng cam. Đó là một vài màu sắc phiên bản màu sơn 3D nếu có hỗ trợ sơn lên màu cho cả nhà ha. Màu zin thì trong kho đến đủ màu luôn, có màu bạc này, màu đỏ bóng, màu đen bóng, màu trắng bóng, rồi màu đỏ nhám, màu đen nhám, đủ màu sắc nên chị em ví dụ như ai quan tâm cũng như muốn biết chi tiết có thể nhắn tin riêng qua số Zalo ở dưới màn hình của Luyến để Luyến tư vấn cũng như là gửi mẫu chi tiết cho cả nhà ha. Với mức giá hiện tại đang hỗ trợ bản V3 chỉ có 35.900 đến 37.900. V4 chỉ có 36.900 đến 39.900, hỗ trợ mua xe không cần trả trước luôn. Cầm duy nhất căn cước công dân, alo cho Luyến nhận ngay xe, ngoài ra còn hỗ trợ thêm 2 triệu đồng mua xe mang về, có liên hệ trước cho Luyến này nhé. Ngoài ra Luyến có hỗ trợ là ship xe toàn quốc nữa, anh chị em mình đang có nhu cầu thì cứ nhắn tin riêng để Luyến hỗ trợ ưu đãi cũng như là hỗ trợ ship xe cho cả nhà nha. Hoặc là mình ở xa cái cửa hàng á thì mình tới ngay cổng chào khu du lịch Đại Nam hoặc là ngã tư ở sau, alo qua hotline dưới màn hình Luyến ngồi chờ đón nữa nha. Bên này có một em Sachia cập nhật giá luôn ha. Sachi chỗ này cũng rất là hiếm hàng luôn, em là Sachi tư nhân ha. Còn có vài em thôi, rất là hiếm nha, khoảng 2-3 xe gì à. Rất là ít xe luôn, tại vì cái mẫu này thứ nhất là nó bỏ mẫu rồi, thứ hai là có khả năng rất là cao thì những cửa hàng khác đang rộn giá lên rất là cao luôn. Nhưng mà em Luyến vẫn còn có 2 em thôi, 2-3 xe thì sẽ hỗ trợ cái giá ưu đãi cho cả nhà luôn ha. Một em xe Sachi sang xịn mịn như này mức giá chỉ có 47.900, hỗ trợ trả trước cho Luyến chỉ cần 3 triệu đồng mà sở hữu xe nha. Cầm duy nhất căn cước công dân, liên hệ cho Luyến, ngoài ra còn nhận rất là nhiều phần chương trình quà tặng xe lại áp dụng trong tháng 9 và tháng 10 này nhé.